và trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước nghệ nhân ưu tú. Trân trọng kính mời 13 cá nhân có tên sau lên vị trí danh dự để nghe công bố quyết định của Chủ tịch nước và đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước nghệ nhân ưu tú. Trân trọng kính mời 1. Bà Bế Thị Vân, 2. Bà Nông Thị Cúc, 3. Bà Nguyễn Thị Tích, 4. Bà Lèo Thị Tròn, 5. Bà Hoàng Thị Phun, 6. Bà Đoàn Bích Khê, 7. Ông Đặng Minh Tài, 8. Ông Lâm Văn Đầm, 9. Ông Lâm Văn Hiệp, 10. Ông Hoàng Văn Cải, 11. Bà Đặng Thúy Nga, 12. Bà Thìn Thu Hương, 13. Ông Nguyễn Văn Thọ. Xin mời ông Đặng Minh Tài.
hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ là tín ngưỡng lễ đặc sắc của người Dao Anh Nghi. Xin mời ông Lâm Văn Đầm. Ông Lâm Văn Đầm, địa chỉ xã Quan Trung, huyện Bình Gia. Loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ là nghệ thuật trình diễn dân gian múa sư tử. Xin mời ông Đông Văn Hiền. Địa chỉ xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. Loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ là nghệ thuật trình diễn dân gian múa sư tử. Xin mời ông Hoàng Văn Cải. Ông Hoàng Văn Cải, địa chỉ xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. Loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ là nghệ thuật trình diễn dân gian múa sư tử. Xin mời bà Đặng Thúy Nga. Bà Đặng Thúy Nga, Đặng Hằng Nga, địa chỉ phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. Loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ là tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ. Xin mời bà Thìn Thu Hương. Bà Thìn Thu Hương, địa chỉ phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ là tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ. Xin mời ông Nguyễn Văn Thọ. Ông Nguyễn Văn Thọ, Đức Phát Minh, địa chỉ xã Đệ Thám, huyện Tràng Định. Loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ là tập quán xã hội và tín ngưỡng then. Văn đấy chay bèo, văn hước quay nà ơi.